thì về chỉnh âm thanh không mà quý vị, nhưng mà vui quá ca luôn. Dạ ông này cho tới bến luôn, ngày mai em mới về. Anh chị ca thì cứ lên luôn nha, hương chỉnh cho nhẹ nhẹ ca em chị cho nó sáng luôn. Xin thưa quý vị ơi,